Ở đây có một số tiện ích mà mình thấy khá là phù hợp với nhu cầu sống của mình. Đầu tiên ấy, đó là về không gian, là thoáng đãng. Thì nói thật là bên cạnh cái phần diện tích của chủ đầu tư ấy, thì chúng ta còn có thêm phần diện tích của bên công ích nữa. Mà nó rất là rộng, đặc biệt là bờ sông dài. Rồi ba mặt giáp sông nên thông thoáng, nhiều gió. Chưa kể là cái phần hầm ấy, mình rất ưng. Bởi vì sao? Mình đi qua nhiều chung cư rồi thì thấy hầm ERA, thứ nhất là nó cao, thứ hai là nó thông các tòa với nhau, nó thoáng, đâm ra vào đấy không bị bí. Mà nếu có mùi xăng hay là có mùi hôi ấy, nó thoát ra rất là nhanh. Tiếp theo nữa ấy, cái việc mà ở đây mình thấy ban đầu nó sẽ gặp tình trạng giống như nhiều chung cư là thiếu tiện ích, nhưng bây giờ khác rồi. Rất nhiều tiện ích vui chơi, ăn uống, giải trí. Ví dụ như là bố mẹ mình từ Hà Nội vào, hay là hai vợ chồng lúc nào mà không có việc vào cùng nhất ấy, ở khu này thôi cũng có thể thoải mái 3-4 ngày không cần ra ngoài. Thì sao, nội khu có hết rồi. Chưa kể có một cái điều mình rất ưng là ngay dưới chân chung cư là có tuyến xe buýt 139. Tuyến này điểm cuối của nó là bến xe miền Tây, tham gia đi du lịch, đi chơi rất là tiện, đi công tác cũng hay. Mà nếu không đến bến miền Tây thì mình đi nửa chặng thôi đến với trạm Bến Thành, thì đây là trạm trung chuyển xe buýt toàn thành phố, là đi đâu cũng rất tiện. Vậy nên ấy, nhiều khi mình lười ấy, mình cứ lên xe buýt để ngủ giấc là tới nơi, đi làm là vừa. Bạn của anh lúc trước anh mua bên và anh cho Lan Ba là tính đặt cọc mua rồi, nhưng mà bạn của anh là cái việc qua đây. Một thứ nhất là cái đường 15B nó đã mở rồi, rất là tiện lợi đi vào trung tâm. Thứ hai là cảnh rất là đẹp. Nhưng mà anh chọn cái căn 26-22 là vì cái con căn tới gần 6m. Cái là coi là gió tứ chiều đó, nghĩa là ở trong ra, ở ngoài vô, ở trên lên đến dưới xuống luôn. Đó, anh mua căn này rất là tâm đắc. Anh mua xong anh ở xong giới thiệu cho một người bạn nữa. Là cô đó chuẩn bị 25 tháng 9 này là phải mua thêm một căn ảnh giá sống như đang ở trong mơ. Chưa giờ nghĩ là có nhà đẹp như vậy. Giờ đang ở trên mây.